Xin chào các quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Alphard Computer. Và hôm nay ngày 14 tháng 3 thì tiếp tục bên phía đội xanh, Nvidia lại cho ra mắt một trong những dòng card đồ họa thế hệ mới mang tên, đó chính là chiếc GTX 1660. Và rất là nhanh thôi thì bọn mình đã có chiếc GTX 1660 ở đây. Và nó đến từ một trong những thương hiệu OEM khá là nổi tiếng, đó chính là Gigabyte. Chiếc GeForce GTX 1660 OC 6GB. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em đi trên tay và đánh giá nhanh về cái phần hiệu năng ở trên chiếc card đồ họa này, để xem thì nó có thể thay thế cho phiên bản tiền nhiệm, đó chính là chiếc GTX 1060 hay là không. Chúng ta cùng bắt đầu khám phá cũng như đánh giá hiệu năng của chiếc card đồ họa này trong video ngay sau đây. Cái cảm giác đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc Vega này phải nói là nó cho mình một trong những cái cảm giác khá là thân thuộc ở trên những chiếc card đồ họa WinForge đến từ Gigabyte. Vẫn là kiểu thiết kế với mặt trước và phần mặt LED nó sẽ được làm bằng chất liệu nhựa. Và cái chất liệu nhựa ở đây nó không phải quá cao cấp cũng như không phải quá rẻ tiền, nó ở một cái mức giữa. Cái điểm hay ho nhất ở trên thiết kế của chiếc card đồ họa này đó chính là về phần bảng mạch, mặc dù nó không quá là dài và Gigabyte lại làm thêm một cái phần backlit nó sẽ dài ra hơn một chút. Cái điều này thì nó sẽ giúp ích được cho chiếc card đồ họa của chúng ta, khi mà nhìn vào tổng thể nó sẽ hầm hố hơn một chút. Và với một cái kích thước nó sẽ được lớn hơn như thế này thì Gigabyte lại làm thêm một cái phần heatsink, nó cũng dài ra gần đến cuối mép cũng như ở cuối góc của chiếc VGA này. Nó sẽ giúp cho chiếc VGA của chúng ta có một cái phần tản nhiệt tốt hơn. Nhân tiện nói về phần tản nhiệt của chiếc Vega này thì đây là một trong những điểm làm mình hơi đáng tiếc một chút, bởi vì nó sẽ chỉ có một ống đồng dẫn nhiệt từ phần GPU ra phần heatsink mà thôi. Với một ống đồng dẫn nhiệt thế này theo mình thấy nó khá là ít. Tuy nhiên về cái hiệu năng tản nhiệt của nó như thế nào thì mình sẽ mời các bạn xem ở phần sau của video. Vì đây là phiên bản WinForge thì nên chúng ta sẽ có hai fan và nó cũng được trang bị tích hợp cái công nghệ fan design đến từ Gigabyte, với một fan quay theo chiều thuận kim đồng hồ và một fan quay theo chiều ngược kim đồng hồ. Cái điều này thì nó sẽ tránh được cái hiện tượng đó chính là đối lưu gió khi mà cái fan này nó quay không giống như ở trên những chiếc VGA đến từ các hãng khác. Để sử dụng được chiếc GTX 1660 này thì nó sẽ yêu cầu một bộ nguồn với công suất tối thiểu là 450W. Và để kết nối nguồn với chiếc VGA này thì nó sẽ có một đầu, đó chính là được một đầu 8 pin. Những cái thông số phần cứng mà nó đang được sở hữu, đầu tiên là nó sẽ được sản xuất trên cái kiến trúc thế hệ mới gọi là kiến trúc Turing với chiếc GPU TU116. Và TU116 là một trong những GPU phải nói là sự cắt giảm ở trên chiếc GTX 2060 xuống. Và nó sẽ được sản xuất trên cái tiến trình 12 nanomet với 6.600 triệu bóng bán dẫn. Và cái bộ nhớ VRAM của nó sẽ là 6GB chuẩn GDDR5. Và cái bus của RAM này đó chính là 192 bit. Và cái tốc độ băng thông của nó sẽ rơi vào khoảng chính là 192GB/s. Về phần hiệu năng thì mình có tham khảo được từ trang web techpowerwatt.com thì chiếc GTX 1660 này nó sẽ có hiệu năng cao hơn tới tận 16% so với chiếc GTX 1060 6GB RAM. Và ngoài ra thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với chiếc GTX 980 Ti. Và đối với hiệu năng của nó sẽ thấp hơn so với chiếc GTX Titan X và chiếc GTX 1660 Ti. Tuy nhiên đó chỉ là những cái thông số mà các bạn cần nên tham khảo. Và thông tin cuối cùng mà mình muốn gửi đến cho anh em đó chính là về mức giá bán của chiếc VGA này. Và theo mình được biết thì đối với chiếc Vega này thì có mức giá nó sẽ xấp xỉ rơi vào khoảng gần 7 triệu đồng. Còn với phiên bản gaming OC kia thì mức giá của nó sẽ nhỉnh hơn một chút, nó rơi vào khoảng hơn 7 triệu đồng mà thôi. Và nếu thực sự cái mức giá của nó đúng là như vậy thì đây sẽ là một trong những sự thay thế cũng như sự lựa chọn không thể nào tốt hơn nếu như các bạn đang có nhu cầu mua chiếc GTX 1060. Tại vì sao mình lại nói như thế? Bởi vì chiếc 1660 này nó được sử dụng một cái kiến trúc mới, đó chính là kiến trúc Turing. Nó sẽ tối ưu hóa tốt hơn những tựa game ở thời điểm hiện tại cũng như những tựa game ở trong tương lai, tốt hơn rất là nhiều so với phiên bản GTX 1060 được sử dụng cái kiến trúc Pascal cũ kia. Và ngoài ra nữa thì đối với chiếc VGA này thì nó sẽ có cái hiệu năng cao hơn so với chiếc GTX 1060. Mặc dù là bọn mình vẫn chưa test hiệu năng giữa hai chiếc card đồ họa này, nhưng theo từ phía đại diện Nvidia cũng như là một số những cái trang web nổi tiếng thì họ có công bố cái sức mạnh của chiếc GTX 1660 này nó sẽ nhỉnh hơn từ 10 cho tới 20% so với chiếc GTX 1060 kia. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về chiếc Vega này? Nếu thực sự đúng về cái mức hiệu năng của nó là như vậy thì các bạn có lựa chọn nó hay không? Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại kênh YouTube Alphard Computer. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.